trong Photoshop thì chúng ta làm việc với lại bốn dạng đối tượng khác nhau. Trước đây thì thực ra nó chỉ có ba thôi. Đấy là gì? Điểm ảnh là cái quen thuộc nhất. Đó. Sau đấy là text và sharp layer. Đấy. Thế còn là đến phiên bản CS2 thì Photoshop đưa ra thêm một khái niệm nữa gọi là khái niệm Smart Object. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau là tìm hiểu xem Smart Object nó là cái gì, nó khác với những cái thứ mà chúng ta đã từng tiếp xúc từ đầu đến giờ như thế nào. Thế thì đây là một cái bức ảnh mà nó gồm có hai layer, một cái layer background trắng thì không có gì cả và một cái layer nền trong. Có một cái ảnh là một người đang nhảy xuống như thế này. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét giữa cái layer ảnh với lại một cái Smart Object nó khác biệt nhau như thế nào. Vậy thì Smart Object là cái gì? Smart Object là một cái dạng tài nguyên, dạng tài liệu, nó nằm trong Photoshop và nó có tính chất là bảo toàn về mặt thông số. Nếu mà nói một cách nôm na thì giống như là nơi bảo vệ. Hôm trước thì chúng ta có nói chuyện là khi một cái đối tượng mà co duỗi thì nó sẽ suy giảm chất lượng, vì khi mà nó loại bỏ bớt những cái pixel khi mà nó co lại thì ngoài cái việc là mất một số lượng pixel đi thì nó còn mất thêm một cái thông số nữa quan trọng hơn rất nhiều, đó là các cái màu vốn nằm ở các pixel mà bị loại bỏ đi đó. Đấy, khi mà chúng ta giãn ngược nó ra thì việc phát sinh pixel rất dễ, nhưng màu thì nó lại không dễ như thế. Nó lại phải nội suy, nó luận ra từ những cái pixel màu còn lại và nó tự nhân bản lên. Do đó thì nó sẽ dẫn tới suy giảm chất lượng nghiêm trọng. Thế nhưng Smart Object thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó một cách triệt để. Phóng to thu nhỏ gì thì nó cũng sẽ không bị suy giảm chất lượng. Đây các bạn quan sát. Thế để tạo ra một Smart Object thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có mấy cách như thế này. Đây, cầm một gì? Chúng ta nhân bản một cái layer ảnh đây. Nếu mà một layer bình thường muốn biến nó thành một Smart Object thì thao tác rất là đơn giản. Các bạn chuột phải vào cái layer đó, sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái lệnh là Convert to Smart Object. Vậy là xong. Đối tượng này đã trở thành, cái layer này đã trở thành cái đối tượng Smart Object. Và các bạn sẽ thấy rằng có một sự khác biệt nho nhỏ giữa cái layer này và layer này. Ở trong cái phần thumbnail này thì không có gì ở đây đúng không? Thế còn thumbnail này nó có một cái icon, nó có một cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây để báo hiệu rằng nó là một Smart Object. Bây giờ tôi mới kéo cái thằng này xa một tí, chúng ta đặt hai thằng song song với nhau. Hiện tại thì hai thằng này trông rất giống nhau về mặt chất lượng, về mặt hình ảnh, về mặt tham số, nó vô cùng giống nhau luôn. Bây giờ tôi chọn cả hai, chúng ta thử nghiệm nhé. Nhấn Ctrl T, lúc này tôi sẽ thu gọn cả hai cái đối tượng lại, giữ Shift giữ Alt, thu một mạch vào tâm. Đến đây quan sát thử xem có gì khác nhau không? Không có gì khác nhau cả đúng không? Tiếp tục nữa, thu nữa. Thu nữa. Đến đây còn nhận ra gì không ạ? Chúng ta chỉ còn lại mấy cái pixel. Ok. Bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác ngược lại. Sau khi thu bé lại rồi, bây giờ chúng ta cùng phóng to ra. Ctrl T. Kéo ngược ra. Kể cả bây giờ tôi còn kéo to hơn cái gốc ban đầu đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau so sánh cái layer bên trái, cái hình bên trái hay là layer dưới. Đấy là những cái gì mà nó khôi phục lại sau khi mà chúng ta thu nhỏ. Thế còn layer phía trên hay là cái hình bên phải, đấy chính là Smart Object. Các bạn sẽ thấy rằng có sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai cái dạng đối tượng điểm ảnh và Smart Object này. Nó khác ở cái chỗ nào? Nó khác ở cái chỗ là một thằng thì khi co duỗi thì bị suy giảm chất lượng, mất thông tin, còn thằng kia thì không.
đây nếu thích nữa tôi có thể phóng lớn thằng này lên nữa. Nét căng không, không có vấn đề gì cả. Thế thì tại sao cùng xuất phát điểm gốc mà có kích thước như nhau, chứa những nội dung như nhau, thế nhưng là một thằng thì bị suy giảm chất lượng đến mức độ mà chúng ta chỉ còn nhìn thấy nó là một cái hình chữ nhật như thế này, còn một thằng thì nó vẫn rõ là hình người, vẫn rõ ràng chi tiết. Thì đơn giản là bản chất của hai cái này khác nhau rất nhiều rồi. Tuy cùng xuất phát ra từ một gốc giống nhau, là cùng một cái layer, nhưng mà khi nó biến thành Smart Object thì Smart Object nó sẽ chứa toàn bộ cái thông tin vốn có của cái layer đó. À, vốn có là cái gì? Dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, chứa trong này bao nhiêu pixel, mỗi pixel này chứa cái giá trị màu như thế nào, thì nó đều có một cái thông tin nó được chứa ở trong cái dạng đối tượng Smart Object đó. Và nhờ có cái thông tin đó thì trong bất cứ trường hợp nào nó cũng có những cái thông tin để nó tham chiếu. Khi mà nó thay đổi kích thước, khi mà nó thay đổi những cái gì đó, thì nó luôn luôn có một cái tham số để nó tham chiếu, nó giúp cho nội suy cũng như là tái tạo dựa trên thông số cũ vốn có. Thế còn cái thằng điểm ảnh thì nó làm việc rất là đơn thuần, nó cứ đếm điểm ảnh và ăn tiền thế thôi. Và khi mà bị thu lại bé hơn kích thước gốc ban đầu thì bắt đầu quá trình thất thoát thông tin, khi loại bỏ bớt đi một số thông tin, một số pixel để mà làm cho cái kích thước trên layer đó bé đi, thì đồng nghĩa với việc là bắt đầu thất thoát về mặt thông tin màu. Cho tới lúc vừa nãy chúng ta thu nhỏ lại đến kích thước còn 2 pixel thôi, và do đó thì cái số lượng màu của nó là chỉ còn có trên 2 pixel đó. Đến lúc nó phóng lên, kích thước nó có thể tăng lên rất nhanh, số lượng pixel nó phải phát sinh rất nhanh, nhưng màu thì nó không biết lấy đâu ra cả, vì nó tham chiếu ngược lại là chỉ có 2 pixel bé tí đó thôi. Cho nên cái mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là một cái hình chữ nhật màu xám xám này, trong khi cái đối chiếu của nó thì các bạn thấy là nó khôi phục lại hoàn toàn là một cái người đầy đủ với tất cả mọi chi tiết, râu tóc, áo quần, màu sắc rất là ngon lành. Thế thì đấy là cái sự khác biệt cực kỳ lớn giữa cái Smart Object và cái layer điểm ảnh. Điểm mạnh thì các bạn thấy rồi đúng không? Có nghĩa là chúng ta có thể co duỗi một cách rất là thoải mái và không lo sợ là nó bị suy giảm chất lượng. Cái đấy thì rõ rồi, cực kỳ chuẩn luôn. Thế nó có điểm yếu không? Có. Điểm yếu là nó làm việc khó khăn hơn rất là nhiều. Tức là ở đây các bạn có thể hình dung như là một cái bức tranh chỉ có khung mà không có kính. Nếu mà bức tranh có kính, bức tranh không có khung, bức tranh không có kính, đấy chính là cái layer ảnh thông thường. Có nghĩa là các bạn có thể chọc ngoáy vào, các bạn dùng bút, các bạn dùng màu, các bạn dùng bất cứ cái gì, các bạn chọc ngoáy vào, các bạn thay đổi, các bạn xử lý, các bạn sửa chữa, không có bất kỳ cái gì ngăn cấm các bạn cả. Nhưng mà đối với Smart Object, do cái góc độ là bảo toàn thông tin thì nó lại gần như là giống trong một lớp kính, các bạn chỉ có thể nhìn thấy nó mà các bạn không thể nào mà thay đổi, chỉnh sửa cách trực tiếp được. Đây ví dụ, kể cả đối với cái này nó đang bị biến đổi rất là nhiều, tuy nhiên không ảnh hưởng đến cái việc là tôi sử dụng một cái bút tôi vẽ bất cứ cái màu gì vào đây đó, hay là tôi thích thì tôi có thể lấy tẩy cái tẩy đi, hay thích nữa thì tôi có thể là dùng bút history tôi khôi phục lại, ví dụ như thế. Có nghĩa là đối với layer điểm ảnh tôi có thể là làm việc một cách thoải mái, không hề có bất cứ cái gì cấm kỵ ở trong này cả. Thế Smart Object thì ưu điểm thì rất rõ rồi, co duỗi vô tư, thế nhưng mà cái việc làm thao tác với nó thì không hề dễ như thế. Đây các bạn nhìn thấy, khi tôi đưa bút vào cấm, tôi đưa tẩy vào cấm đó, tôi đưa một công cụ gì đó vào đây, cắt cúp thì không thành vấn đề đó. Nhưng mà rất rất nhiều công cụ là nó sẽ không cho phép các bạn làm, mà thuộc về cái dạng công cụ gì đây, tô vẽ chỉnh sửa là không chấp nhận đó. Hay là ví dụ như là đây,
phim stop chỉ mất không cho tôi vẽ đó, trong khi nếu mà tôi chọn cái layer ảnh thì lệnh các lệnh đều hiện hết, có nghĩa là một số lệnh, một số công cụ là nó không cho phép thao tác vào thằng này. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn muốn thao tác thì làm nào? Thực ra thì các bạn cứ hình dung là khi mà nó được giấu ở trong một cái khung mà có kính thì không nghĩa là không chỉnh được, đơn giản là tôi lôi nó ra khỏi khung thôi đó, đừng có giấu nó trong khung nữa. Thì đây cách làm chúng ta sẽ làm như thế này: chọn layer dạng Smart Object, sau đó thì các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn cho tôi cái lệnh gọi là Edit Content, hiệu chỉnh nội dung đó. Với cái lệnh này thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái thao tác là giống như là rút cái tranh ra khỏi khung ấy. Đây, khung ở bên này đó. Thế còn đây là nó rút cái tranh ra, nó để thành một tài liệu rời ở đây, không còn lớp bảo vệ nữa, chúng ta có thể là vẽ bất cứ cái gì vào đây. Ví dụ vẽ hề vào đây, sau đó đóng lại, nó hỏi có lưu giữ những cái sự thay đổi nào không trước khi trả về trong khung hay không. Yes. Đây, và các bạn sẽ nhìn thấy là cái mặt hề này là sẽ được chui trả vào trong khung kính. Như thế là chúng ta có thể chỉnh sửa, nhưng mà nó không trực quan, nó không nhanh và nó không dễ giống như là một cái layer thông thường. Nhưng điều này đáp ứng tiêu chí của nó, đó là luôn luôn bảo toàn tổn thất thông tin. Đấy, bởi vì trước khi sửa chúng ta phải làm những thao tác rất là khác thường so với những thao tác trước đây của chúng ta. Thay vì làm trực tiếp chúng ta phải chuột phải vào đấy, chọn lệnh đấy, và kể cả sau khi chỉnh sửa xong nó còn hỏi rất kỹ là có cập nhật hay không cập nhật cái sự thay đổi này. Tức là mọi chuyện là nó tránh cho chúng ta cái chuyện bị sửa ngoài ý muốn. Đấy, bị sửa nhầm, bị chọn nhầm, bị thao tác ngoài ý muốn. Thì đối với cái này là sẽ không còn những đó, tại vì thao tác làm phức tạp hơn rất nhiều, và để làm được như thế đều phải có sự xác nhận, thì nó sẽ đảm bảo rằng là những cái sự sửa đổi này là có chủ ý, có ý đồ rõ ràng, và mọi người hiểu hoàn toàn cái thao tác này là không phải là nhầm lẫn. Ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là khi tôi muốn xuất một cái tài liệu này ra, một thành phần nào đó ở trong một cái trong một bức ảnh ra ngoài hay một tài liệu rời bên ngoài, thì xuất với lại cái dạng Smart Object này nhanh rất là nhiều. Đấy. Trước đây thì chúng ta có thể là phải làm theo cái thao tác là gì đây nhỉ? Thường ý, gốc gác trước đây là chúng ta sẽ phải email này, duplicate này, tạo ra một bản sao này. Đấy, sau đó thì chúng ta xóa hết tất cả các layer không cần thiết đi, và chúng ta giữ lại cái layer chúng ta cần, sau đó thì mới lúc đấy mới CSS nó thành ra cái tên khác. Tất nhiên là ở các phiên bản mới hơn này thì nó đã giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề, nó cũng tương đối là đơn giản rồi. Ví dụ như các bạn có thể chuột phải vào đây, các bạn chọn cho tôi cái lệnh là lệnh Quick Export hoặc là Export S, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xuất một cái layer bất kỳ khi mà chọn cái lệnh này ra thành dạng PNG là ảnh trong này. Và Export S thì nó có thể là cho chúng ta một số các cái lựa chọn là xuất ra một cái dạng gì đó. Thì đấy là cái cải tiến của các phiên bản gần đây của Photoshop. Tuy nhiên là đối với cái dạng Smart Object đây, cái cửa sổ xuất thì nó sẽ cho các bạn chọn như thế này. Đây, PNG, JPEG, GIF và SVG. Có từng cái dạng mà nó sẽ hỗ trợ các bạn có thể xuất nhanh một cái tài liệu của trên một layer bất kỳ ra thành một tài liệu bên ngoài. Thế còn đối với dạng Smart Object thì nó sẽ có lệnh như sau: chuột phải vào đây và chúng ta sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh export content, xuất nội dung này ra, bấm vào đây nó sẽ hỏi các bạn xuất ra thành cái gì đó, và sau khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ xuất ra thành cái dạng là PSB. Đấy, bình thường là tài liệu của chúng ta sẽ có dạng là PSD, là tài liệu layer nhiều lớp của Photoshop, còn PSB thì nó sẽ xuất ra thành cái dạng đuôi đấy, nhưng hoàn toàn mở được một cách thoải mái ở trong Photoshop. Đấy, ví dụ
mở thử nhá, file này, open này, đây PSP. Đấy, mở rất dễ ở trong Photoshop. Và ví dụ như bây giờ tôi muốn thay đổi, ví dụ như là tôi muốn thay đổi một cái nội dung ở trong cái này bằng một cái nội dung khác, thì tôi có thể là đưa một nội dung khác rất dễ vào đây. Thực ra thì chúng ta cứ hình dung là cái dạng Smart Object thì nói cho cùng nó không phải là nói cái nội dung phía trong, nó không phải nói cái tranh, mà bản chất của Smart Object nó lại là cái khung. Mà cái ứng dụng cái này lớn như là làm thì mình có thể là tạo ra cái phong cách này từ cái phần ảnh nó bị mờ, sau đó mình phóng lên thì có làm được không? Ví dụ như mình có cái blurring điểm biến. Ở đây Chiến muốn hỏi, làm thì đương nhiên làm được. Smart Object nó không quan trọng là cái gì chứa. Tôi đang nói về vấn đề đó đấy. Không, đúng không? Ý em nói là một cảnh bình thường ấy. Ừ. Sau đó mình tạo thành một cái dữ liệu Smart Object. Ừ. Sau đó bắt đầu là mình phóng lên. Ừ. Thì cái đấy là chất lượng của nó sẽ không bị suy giảm đi. Nó sẽ ít suy giảm hơn so với bạn phóng một cái bức ảnh bình thường. Tức là cái với một cái layer ảnh bình thường, bạn có thể phóng lên đến một cỡ nào đó thì bắt đầu thấy là nó bắt đầu vỡ hình, bắt đầu nhẹ. Thì Smart Object nó giúp cho bạn có thể phóng to hơn như thế. Nó cho phép bạn là kéo kích thước lớn hơn được và chậm lâu vỡ hình hơn so với phóng một layer ảnh thông thường. Nó không làm cho mọi thứ tốt lên, nhưng nó bảo toàn thông tin tốt hơn, do đó bạn có quyền là phóng lớn hơn so với bình thường. Ví dụ như bình thường chẳng hạn, như bạn phóng đến độ khoảng gấp 8 lần thì bạn sẽ thấy rằng là không ổn nữa rồi. Đấy, bắt đầu nó nhòe hết rồi. Thế nhưng mà với Smart Object bạn có thể phóng lớn hơn thế. Tôi cũng chưa thử nghiệm được một cách chính xác, nhưng mà một điều khẳng định rằng là cùng một cái ảnh giống như nhau đấy, thì khi mà bạn resize một cái ảnh đó với lại resize một cái ảnh đã được biến sang Smart Object, thì cái Smart Object nó có thể phóng lớn hơn so với cái ảnh đó tương đối nhiều, mà nó vẫn giữ được cái thông tin, nó không bị nhòe, không bị vỡ như là cái ảnh. Tất nhiên không phải là vô cùng vô tận. Đấy, nhưng mà có thể ví dụ như là mình có thể cho rằng là một Smart Object nó có thể phóng lớn gấp đôi so với một cái ảnh thông thường để đạt tới cái ngưỡng gọi là bị nhòe vỡ. Đấy, ví dụ như thế. Đấy là con số lý thuyết. Nhưng mà chắc chắn bạn có thử nghiệm thì bạn sẽ thấy ngay là nó đảm bảo cho mình cái mức độ gọi là suy giảm chất lượng nó lâu hơn. Em thì cái là khi mà em làm em gửi ảnh khách hàng, nếu một số những cái chung bằng cái máy ảnh bình thường thì chỉ dùng điện thoại thì lúc bắt đầu phóng hình lên nó sẽ thì mình bị vỡ lát. Thế là em muốn hỏi nếu mà làm cái xử lý ảnh thì nó phóng to là không bị vỡ hình được. Cái đấy thì nó sẽ đảm bảo là làm cho cái hình ảnh của mình có thể phóng to lên hơn được bình thường. Bình thường bạn phóng gấp 3, gấp 4 lần xong bạn thấy đến độ đấy là bắt đầu nhè rồi, thì nó có thể phóng lên gấp 5, gấp 6 lần. Ví dụ thế là nó vẫn thì nó mới bị nhè như thế kia. Đấy, ví dụ như thế. Nó phải có thể phóng lớn hơn được. Chậm bị nhè, chậm bị vỡ hình hơn so với lại cái layer để mình thông thường. Đấy, thế còn bản chất của cái Smart Object thì chúng ta quay trở lại chúng ta nhìn nhé, nó bảo vệ mọi thứ ở trong khung. Do đó thì thực ra cái mà chúng ta quan trọng ấy, là cái khung chứ không phải cái nội dung. Nội dung các bạn có thể cần thì các bạn rút ra ngoài hiệu chỉnh, mà nếu không thích cái tranh đó, không thích nội dung đó, bạn rút nó ra và thay thế bằng một nội dung khác. Đây, ví dụ như cái này đúng không, chẳng hạn như là cái này tôi đang vẽ một tí cái hồng ở má, nhưng bây giờ tôi thích thay bằng cái khác thì tôi có thể là chọn cái lệnh là replace content. Đó. Tôi sẽ chỉ định cho nó một cái nội dung khác. Đấy, thì lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đưa nội dung khác vào thay thế. Đó, nhìn kỹ lại đúng không? Đây là trước. Cái này là tôi vẽ một tí đỏ má đúng không? Thế còn khi mà tôi đưa nội dung khác, tức là tôi đưa một cái file PSB đã xuất ra ngoài rồi. Đấy. Tôi chỉ định nó phải đưa vào đây và
khung thì vẫn nằm ở đấy đó, nhưng mà cái tranh ở trong bị rút ra thay bằng tranh khác rồi, tức là thay thế một cái nội dung vào rất là dễ đối với cái dạng smart object này. Và có một vài vấn đề mà chúng ta cũng cần phải lưu ý như sau, tức là có hai cách để tạo ra cái dạng smart object như thế này. Một cách là với một layer ảnh mà chúng ta chuột phải và chúng ta chọn lệnh convert to smart object. Và cách thứ hai là chúng ta place nó vào. Place thì ở đây chúng ta có hai lệnh place khác nhau. Một lệnh là place embed và một lệnh là place link. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một chút như thế này. Bây giờ tôi muốn tạo ra một số các cái đối chứng như sau. Tôi sẽ đặt là không link. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Mở một cái ảnh này. Ví dụ mở cái này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa một cái tài liệu vào file place. Bây giờ tôi sẽ có chọn hai lệnh, một lệnh là place embed và một lệnh là place link nhá. Đầu tiên là tôi chọn place link trước. Tôi sẽ lấy là cái bài link này. Đó, tôi đưa vào đây. Đây. Chỗ này nhảy từ đâu đó xuống hồ. Đây là một ảnh. Bây giờ tôi sẽ lại đưa tiếp cái lệnh thứ hai, đó là place embed. Lúc này tôi chọn cái không link. Ok, vậy là tôi có hai cái ảnh giống hệt nhau nhé, giống hệt nhau tại vì nó cùng được copy ra từ một nguồn. Thế bây giờ một cái thì được đưa vào cái chế độ link, một cái đưa vào chế độ không link. Chúng ta cùng kiểm tra xem một chút là cái sự khác biệt giữa hai cái này như thế nào. Khi mà tôi đưa một cái ảnh từ bên ngoài vào bằng lệnh place, nó sẽ hoạt động như một smart object. Đấy, thằng này thì smart object chuẩn luôn, không cần phải bàn cãi. Cái thằng không link, tức là cái thằng mà chúng ta sử dụng chế độ embed, tức là nhúng thẳng vào trong tài liệu đang mở. Thế còn cái thằng chọn chế độ link thì nó có cái dấu hiệu cái xích, tức là link ra tài liệu gốc ở bên ngoài. Thế hai cái này, cái thằng này nó có hoạt động giống như tài liệu của dạng smart object không? Có, nhưng nó lại tồn chứa một cái chuyện là nó vẫn có cái liên quan với tài liệu gốc ở ngoài. Và do đó nếu như tài liệu gốc ở ngoài bị thay đổi thì ở bên trong này bị thay đổi theo. Đây, bây giờ chúng ta xem thử cái lệnh này. Tôi mở cái thằng link ra nhé. Và tôi sẽ thay đổi một chút. Tôi vẽ thêm vào nó một tí cái gì đó. Ví dụ tôi đổi cái lông mày đi thành màu xanh. Ok, bây giờ tôi đóng cái thằng này lại, chấp nhận sự thay đổi. Các bạn sẽ thấy ngay là cái thằng mà được đưa vào theo dạng link nó cũng bị cập nhật cái này. Bây giờ tôi lại mở thằng không link, tôi cũng làm như thế. Cũng lưu kết quả. Và bây giờ chúng ta xem cái thằng không linh này nó có bị cập nhật không? Không có. Đó. Đều là dạng smart object, nhưng mà smart object mà đưa hẳn vào trong tài liệu bên trong này rồi bằng lệnh embed thì nó sẽ bảo toàn ngay bên trong cái thao tác của chúng ta ở trong cái tài liệu này, nhưng đồng thời cũng bảo toàn với lại cái tài liệu gốc không liên quan nữa. Tài liệu gốc thích thay đổi cứ thay đổi.
Đấy, nhưng mà với cái chế độ mà để link thì nó sẽ có vấn đề. Tức là nếu như tài liệu gốc bị ai đó mở ra mà sửa thì có thể sẽ dẫn tới sự thay đổi trong tài liệu đang làm của chúng ta. Đấy, cái nào nó có lợi hại hai mặt cả. Nhưng mà thực ra thì cái link đó thì tôi cho rằng là nó tồn chứa một cái gì đó nó hơi nguy hiểm. Đấy. Tại vì cùng một gốc tài liệu nhưng mà nếu mà có ai đó động vào là nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Và tài liệu này là tài liệu ở máy mình là vẫn là file. Ví dụ như bây giờ cùng làm ở trong một công ty nhé, có hai ông thiết kế mà ngồi cùng làm ở trong một máy đấy, cùng sử dụng một bộ tài liệu, nhỡ là một ông nào đó lôi cái gì đó ra chỉnh sửa, nếu bạn nhúng vào theo kiểu là place link ấy, thì có thể là cái chỉnh sửa đó của cái ông A là sẽ động đến tài liệu của ông B. Cái lệnh mà lên trên nằm quách, khi mà thay đổi thì tất cả thay đổi hết. Đúng rồi, nó thực ra thì một nghĩa nào đó thì chúng ta có thể hình dung ra rằng là tài liệu thì nó sẽ được tham chiếu hay là được chiếu từ cái tài liệu gốc vào trong cái tài liệu đang làm này, đúng không? Tài liệu gốc là băng đĩa, còn cái tài liệu đang làm này của chúng ta là tivi, là máy chiếu đấy. Và sự thay đổi ở trong cái gốc nó sẽ được phản chiếu luôn lên cái màn hình này. Thế còn ở trong cái thao tác mà chúng ta làm là embed ấy, thì là những cái nội dung đó nó đã tích hợp sẵn vào trong cái thiết bị của chúng ta rồi, nó nằm thật ở trong thiết bị, ở bên ngoài muốn thay đổi thì kệ bên ngoài, không liên quan nữa. Đấy. Giống như là trong số TV các bạn thấy là nó tích hợp sẵn một số các bài hát karaoke ấy, chẳng hạn, cũng chẳng cần đầu đấy rồi cả bật lên là có ấy. Ví dụ như thế. Thế còn bình thường là chúng ta phải có một cái đầu, đúng không? Chúng ta phải có đĩa rồi chúng ta nối vào TV thì nó mới chiếu được cái đấy lên, và chúng ta đổi đĩa khác thì nó lại đưa ra nội dung khác. Thế còn cái thằng mà nó tích hợp sẵn vào bộ nhớ của TV rồi là thôi, ở bên ngoài đầu đĩa không cần đấy, nó không liên quan gì nữa. Đấy, thì cái thằng Smart Object này nó có một số các cái điểm nó tiện như thế. Thế và về sau này thì nó có thêm một cái tính chất như thế này thì tôi cũng nói thêm. Đó là với cái dạng Smart Object ấy, đây còn một thứ nữa mà chúng ta cần phải nói luôn. Thế cái gì nó cũng có chiều đi chiều lại, đúng không? Đấy, từ một cái vector, từ một cái bitmap thông thường tôi biến đổi nó thành ra Smart Object thì thằng Smart Object có biến đổi ngược lại thành điểm ảnh hay không? Thì có, đây tôi có thể là chuột phải vào đây và tôi chọn cái lệnh gì đây ạ? Rasterize layer. Với cái lệnh rasterize layer này thì nó sẽ mất cái biểu tượng small object đây đi, và nó lại hiển thị giống như một layer ảnh thông thường thôi. Thằng Linh này thích thì cũng có thể làm được như thế, có thể bỏ đi. Bây giờ bỏ đi rồi, tôi thử lại nhé, xem tôi mở cái thằng Linh này ra, tôi lại thay đổi một tí xem nó có ảnh hưởng gì nữa không. Ok, khi đã biến đổi thành ảnh rồi thì nó sẽ không còn link ra ngoài nữa, và cái thằng bị gạch chéo ở ngoài kia cũng không liên quan đến thằng ở trong này. Đấy, ngắt link rồi, nó trở thành điểm ảnh rồi, nó lọc thông tin, nó trở thành một layer ảnh. Thế thì biến đổi qua lại giữa điểm ảnh và cái Smart Object là như thế. Và về sau này thì tôi nói luôn, nó có một cái điểm rất là tiện nữa như thế này. Đó là lúc mà chúng ta làm việc với lại bộ lọc nhá, thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề như thế này. Đây các bạn quan sát thử nhá. Link này, filter này, tôi lấy ví dụ như là tôi dùng một cái bộ lọc chẳng hạn như Blue, chẳng hạn như là Motion Blue đi, tạo một cái cảm giác là đang nhảy xuống, ví dụ như này. Ok, khi mà tôi làm trên một cái layer thông thường thì nó sẽ tác động trực tiếp tới điểm ảnh và khôi phục rất khó, hoặc là xem lại tham số cách làm như thế nào rất khó. Nhưng mà đối với một Smart Object thì nó rất là tiện,
Tại vì sao? Smart Object không cho phép can thiệp vào điểm ảnh, không cho phép can thiệp vào gốc. Do đó thì mọi thứ nó đều là một cái thứ mà giả lập thôi. Này, các bạn quan sát. Hai thằng nhảy xuống giống nhau, đúng không ạ? Nhưng một thằng khác, thằng kia ở chỗ nào? Nó là một thứ đính kèm. Không thích, bỏ đi. Không thích, tắt bật. Hoặc nếu như gần gần được rồi mà muốn chỉnh thì làm sao đây ạ? Bấm nút vào đây, nó lại hiện ra cái hộp thoại cho phép chúng ta điều chỉnh. Thằng này thì không, làm xong là chết, không chỉnh được. Và ví dụ như là ai đó muốn học hỏi xem là chúng ta làm như thế nào thì người ta cũng không học hỏi được. Ngoài cách là đoán mò, à cái thằng này là làm theo cái bộ lọc gì đó, nhưng tham số bao nhiêu thì không biết được chính xác. Hoặc nếu như phức tạp hơn, sau này chúng ta trồng nhiều bộ lọc lên nhau thì càng không thể đoán được. Kể cả một người già dơ đến đâu đi nữa, một khi đã trồng chéo được khoảng 3 bộ lọc vào với nhau thì cũng không thể đọc ra được. Giỏi thì chỉ ra được là ông làm bằng bộ lọc nào, cũng đoán mò mò thử thử thì nó cũng sẽ ra được một cái nào đó na ná, nhưng bảo làm giống hệt không làm được. Đấy. Nhưng với Smart Object thì được, tức là tôi có thể mở ra tôi xem chi tiết là ông làm bằng cách nào, tham số bao nhiêu, hiệu chỉnh cái gì và cái gì không hiệu chỉnh. Thì đấy là một cái điểm cực kỳ mạnh của cái thằng Smart Object khi mà chúng ta làm việc với lại các đối tượng trong Photoshop. Và tất nhiên thêm một cái vấn đề nữa là đối với Smart Object hay là bất cứ một cái thứ gì, khi mà đã xuất hiện ở trong cái cửa sổ layer thì có nghĩa là nó sẽ giống như các cái điểm ảnh khác. Có nghĩa là cũng gán được layer style, cũng gán được cái mặt nạ, cũng che chắn được cái thứ. Ví dụ đây, tôi không thích cái thằng này, tôi muốn giấu đi phần nào đó, ok, tạo mặt nạ đi, đúng không? Tô màu đen vào đâu là chúng ta sẽ giấu đi ở đó. Đó, tô màu trắng lại hiện ra. Đấy, gán layer style có gán được không? Có, ví dụ muốn tạo bóng drop shadow nha. Ok, có bóng. Đó, những cái gì mà đã dính lên chữ layer thì thằng khác làm được như nào thì thằng này cũng làm được như thế. Một khi đã cùng xuất hiện ở trong cái cửa sổ layer này thì không có giới hạn cấm. Đấy, những gì áp dụng được trong layer thông thường thì đối với Smart Object, đối với Sharp Layer, đối với Text cũng thế. Đấy, chỉ trừ có gì đây, một thằng thì làm việc với vùng chọn, còn những thằng còn lại không thằng nào làm được vùng chọn hết. Text không làm được vùng chọn, Smart Object không làm được vùng chọn, Sharp Layer không làm được vùng chọn. Thế đấy, thế nội dung ngày hôm nay thì tôi giới thiệu thêm với các bạn một cái dạng đối tượng nữa rất là đặc biệt. Đấy, có tuổi đời coi như trẻ nhất trong số các dạng đối tượng mà Photoshop nó làm việc, nhưng sức mạnh của nó và cái sự đặc biệt của nó thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm được rất là nhiều việc. Và nó, điều quan trọng nhất là nó bảo toàn được cái chất lượng tốt hơn với cái cách làm việc bằng điểm ảnh thông thường. Ok, trong bài tập hôm nay thì quá nhiều rồi, các bạn có thể về các bạn xem thử, xem cứ nhẩn nha làm thử. Tôi sẽ đưa thêm các cái video hướng dẫn bài tập lên cho các bạn để các bạn có thể tham chiếu.